trong cậy ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên con, đây Ngài đã nghe con khăn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Lạy Chúa này con đây, xin đến thực thi Ngài. Hy lễ trên bàn thờ đây là lễ dâng từ bao lao công, nhưng Ngài đã cho con hiểu rằng Ngài chẳng muốn của lễ hay là hy tế. Thì này con nguyện đến Chúa ơi, lạy Chúa này con đây, xin đến thực thi Ngài. Như sắt đã thuộc về con, là chú con thực tình sung sướng để được sống theo thánh ý Ngài. Lệ luật Chúa được khắc ghi tận lòng con, để đời con hằng dõi bước theo. Lạy Chúa này con đây, xin đến thực thi Ngài. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, con xin ngợi khen Ngài đã mặc khải nước trời cho những người nhỏ bé.